Hai các bạn thì bữa giờ các bạn hỏi Ngân rất là nhiều về những cái sản phẩm mà chăm sóc cái vùng mắt nè, quầng thâm mắt nè, những cái nếp rãnh miệng cười á mọi người, hoặc là những cái mặt rãnh mắt nè. Đây thì hai cái sản phẩm mình sử dụng là của Eucerin đó mọi người. Đây Eucerin là hình như của Pháp thì phải đó, không biết của Pháp hay là của Germany. Germany đây, ở đây Germany của Đức nha mọi người. Đó thì anh xài hai cái em này rất là ok nha. Các bạn nào mà bị khô ráp da tay á, muốn dưỡng da tay á, thì các bạn có thể tham khảo cái dưỡng da tay của em Eucerin này luôn, xài rất là ok. Em mua cho hả ông người yêu cũ xài, da tay ông khô mà khô da khô rốt rột ra luôn á, bôi mấy lọ cỡ hai lọ là bắt đầu da mút mịn. Ngân nghĩ là Eucerin là healing da rất là tốt nha mọi người, mọi người có thể thử. Thì cái này là sau khi các bạn dưỡng da ban đêm á, dưỡng hết tất cả các bước thì bắt đầu các bạn bôi mấy cái hai cái em này lên, bôi dưới cái quầng thâm mắt nè, khóe mắt nè, rãnh miệng cười đó, là bôi trước khi ngủ vậy đó. Rồi sáng mai rửa mặt lại bình thường là các bạn sẽ chăm sóc vùng mắt được, cái vùng mắt của mình với cái vùng này á, được tốt hơn, cải thiện hơn. À, ấy được cái nếp nhăn này nọ do tuổi tác chúng ta đã già rồi mọi người, già đi từng ngày, đặc biệt là 2 năm Covid chúng ta lại càng già hơn, mất đi 2 năm vô cùng là vô ích vô nghĩa. Chúng ta chưa làm được gì trong vòng 2 năm thì thôi chúng ta hãy chăm sóc bản thân của chúng ta nhé mọi người. Ok bye, hẹn mọi người ở video tiếp theo. Mọi người có muốn review cái sản phẩm nào nữa thì cứ comment nha, bye.